Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tâm điểm tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu một ngày nào đó quý vị nhận được cuộc gọi thông báo trúng thưởng, đừng vội vui mừng và tin đó là sự thật, bởi đằng sau đó là một âm mưu lừa đảo. Thời gian gần đây, đường dây nóng báo người tiêu dùng đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về việc nhận được cuộc gọi thông báo trúng thưởng, đồng thời phải nộp phí VAT cho món hàng mình mua. Nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn cả 100 triệu đồng rồi mới biết bị lừa. Là hình thức vốn không có mới, tuy nhiên nhiều người đã mắc bẫy do các đối tượng lừa đảo cung cấp một số thông tin liên quan đến giao dịch trước đó của người tiêu dùng để chiếm lòng tin của họ. Điển hình như trường hợp của chị Thủy ở Bến Tre nhận được cuộc gọi điện thoại trúng thưởng xe Vision và một khoản tiền mặt giới thiệu là siêu thị điện máy Eco có trụ sở tại đường Minh Khai, Hà Nội và đặt chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể vào tháng 5 năm 2019, chị Thủy nhận được cuộc điện thoại báo trúng thưởng vì quá vui mừng mà chị đã dính bẫy lừa đảo, tổng số tiền là 128 triệu đồng. Theo lời giới thiệu từ số điện thoại 0287-308-2882 cho biết là đại diện của công ty Samsung mời làm đại diện phía Nam để quảng cáo và sẽ nhận thưởng được một chiếc xe Vision và tủ lạnh, nhưng phải đóng phí VAT trước bằng cách mua hàng. Sau nhiều lần hứa hẹn và dụ khách hàng mua thêm hàng để nhận giải thưởng bằng tiền mặt lên tới 500 triệu đồng. Khi mất cả 100 triệu đồng, vị khách hàng này mới nhận ra là bị lừa. Thực tế, phóng viên tìm hiểu tại số 458 Minh Khai không có trung tâm điện máy hay công ty nào có tên là Eco. Số điện thoại được gọi là của trung tâm điện máy Eco cũng không liên lạc được. Theo tìm hiểu, chỉ có siêu thị điện máy Ecomart trụ sở tại huyện Đông Anh, Hà Nội, nhưng chuỗi siêu thị này khẳng định không có chi nhánh tại miền Nam. Số điện thoại cũng không phải của siêu thị này, cũng như địa chỉ ở đường Minh Khai không đúng sự thật. Ngoài ra, siêu thị này tiếp nhận được rất nhiều phản ánh của những người được gọi trúng thưởng. Hiện tại thì hệ thống Ecomart chưa có văn phòng chi nhánh đại diện ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đang tập trung ở khu vực nội thành là Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn. Thì cũng có nhiều khách hàng gọi điện để xác nhận lại về cái thông tin trúng thưởng của công ty ấy. Thì công ty cũng đã giải thích và xác nhận lại với khách hàng và cảnh giác với khách hàng là trong cái thời gian khách hàng gọi điện thì không có hoàn toàn không có chương trình như vậy. Và chúng tôi đã có niêm yết cái thông tin và trả lời về cái thông tin được nhiều khách hàng lừa hỏi đến ở trên website. Quý vị khách hàng có thể truy cập ngay website ecomart.vn hoặc ngay trên trang fanpage Facebook là hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Chúng tôi đều đang đăng tải và cái bài viết thông tin nói về cái hiện tượng này khi khách hàng gọi điện đến và trả lời để khách hàng hết sức là lưu ý trong quá trình mà khách hàng được số điện thoại lạ liên hệ đến. Và trường hợp là đa phần những cái chương trình trúng thưởng của chúng tôi mà đã dành cho khách hàng thì sẽ không có điều kiện. Không có điều kiện là khi chúng tôi gọi điện khách hàng yêu cầu phải mua hàng có chương trình cụ thể thì khách hàng sẽ được nhận ngay tại siêu thị chứ không phải gọi điện thoại. Điều kỳ lạ là trên phiếu vận chuyển hàng ghi là trung tâm điện máy nhưng lại bán cho người tiêu dùng sản phẩm thực phẩm như viên uống nhân sâm, kem hồng sâm mà khách hàng cũng không có thắc mắc. Hiện nay, tình trạng lừa đảo bằng cách nhắn tin, gọi điện thoại thông báo trúng thưởng lớn để lừa những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết thông qua việc nộp phí trúng thưởng trước, bởi lẽ không có một đơn vị nào trao thưởng chỉ với hình thức gửi qua đường bưu điện. Trước đấy, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã lên tiếng về việc nhiều người bị lừa đảo qua điện thoại về việc tặng phiếu mua hàng, đổi điện thoại có giá trị và bù một khoản còn thiếu như các trường hợp trên. Tuy nhiên hiện nay, chiêu thức này đã tinh vi hơn khi đối tượng lừa đảo nhắc đến các giao dịch gần đây nhằm lấy lòng tin từ con mồi. Wow, mẹ ơi, cá hê biết bay. Tuổi thơ con thật trong sáng, nên mẹ cũng muốn mang những gì thuần khiết nhất cho con. Vinamilk Organic Gold mới đạt chứng nhận Organic châu Âu, bổ sung 100% DHA từ tảo và probiotic hỗ trợ tiêu hóa. Vị nhạc thanh mát cho con khôn lớn, khỏe mạnh tự nhiên. Organic Gold đạt chứng nhận châu Âu, lớn khôn cùng tự nhiên. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tâm điểm tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay.
Mọi đóng góp ý kiến phản hồi xin gửi về Ban Kinh tế Tiêu dùng, Báo Người Tiêu dùng, số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc cơ quan đại diện phía Nam Tòa Nhà báo Người Tiêu dùng, số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc quý vị cũng có thể gửi về hòm thư Tòa soạn báo chấm người tiêu dùng a@gmail.com hoặc hotline 090-191-3888. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.